Vâng, đất rất rẻ Nhật Minh Đắk Lắk em. Hôm nay xin phép được quay lại cho quý anh chị, quý bà con, cô bác cái lô cao su 7 hecta này nghe quý anh chị nha. Lô này lần trước em có quay một lần là bác gia chủ báo cho em là cái giá bán là tới hơn 5 tỷ cơ. 5 tỷ rưỡi. Nhưng bây giờ là do gia đình rất là đang kẹt, muốn bán gấp đã hạ giá xuống còn lại 4 tỷ 500 triệu cho 7 hecta cao su như thế này. Đó. Thì quý anh chị nào quan tâm đến dãy cao su vô để khai thác thu hoạch luôn thì liên hệ cho em sớm để sở hữu cái lô này. Đất thì tọa lạc tại Esup Đắk Lắk với cái diện tích 7 hecta. Cao su thì cũng được nhiều năm rồi đây. Cao su này chắc nó cũng phải tầm 8 năm rồi đấy quý anh chị ạ. Cây vành to như thế này rồi đây. Giá bán bây giờ thì gia chủ đưa ra cái mức giá chốt để bán luôn trong cái thời điểm này là 4,5 tỷ. Sổ của cái lô này thì đã có được hơn 4 hecta là có sổ. Có một căn nhà ở tạm, mặt tiền đường bê tông được 30 mét, 30 mét mặt tiền đường bê tông, có điện nước đầy đủ. Cho nên là gia đình nào mà mua thì vào đây là cạo luôn, nhà ở điện nước đầy đủ luôn. Đấy. Cho nên là rất là thuận lợi nhá. Mà giá thì bây giờ gia chủ là cũng đã hạ giá xuống rồi, còn có 4 tỷ rưỡi thôi. Cho nên anh chị nào quan tâm thì liên hệ sớm cho em để sở hữu cái lô rẫy này với diện tích là 7 hecta. Đấy, cao su như này đây. 7 hecta cao su. Đó, rất là đẹp. Anh chị quan tâm thì liên hệ sớm để sở hữu nha. Có nhà cửa điện nước đầy đủ. Mặt tiền đường bê tông. Rất là thuận lợi. Giá bán thì là 4,5 tỷ nha quý anh chị. Bao sang sổ cho quý anh chị luôn. Đây em là đây là trước em quay cho anh chị xem cái khuôn viên đằng trước. Có nhà ở, có điện ở đây, gia chủ còn kéo cả điện xuống vườn đằng sau này. Rất đẹp. Cao su tọa lạc tại khu vực dân cư thuận lợi, đi lại đường xá. Trước này làm căn nhà ở vẫn có thể kinh doanh buôn bán thêm được. Đằng sau vườn cao su cực kỳ thuận lợi. Đây là nhà ở. Đèn ở trước. Trước mặt đó. Và anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho em nhé. Số điện thoại của em là 0977280818. Rất giá rẻ Nhật Minh Đắk Lắk.